Dạ. Bát Đê Cá Rát Tá Sú Tá biết sống trong hiện tại, phân đoạn 622 đến 623 sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Minh Thành từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhất tập tịnh lễ Đức Như Lai bậc chúng cũng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng điệp ngữ thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất mộng mỹ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tu trì giới hạnh, biết lập trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. In the book of Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính thưa quý vị, trước hết hôm nay cũng xin báo tình thông tình cho cô Nguyễn Xuân, chị chúng hôm nay biết là Thượng tọa Tuệ Quyền hiện công việc ở xa cho nên không có giảng được trong đêm nay, và Thượng tọa Giác Đẳng là vị giảng sư điện khuyết và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học liên tục một liên tục bốn bài kinh 131, 132, 133 và 134. Duyên khởi thì có khác nhưng mà nội dung thì giống. Nói đúng hơn là bài kệ tổng thuyết thì giống nhưng mà nội dung thì có khác ở chỗ cái bài kinh 133. Bài kinh 131
là Đức Thế Tôn thuyết trực tiếp cho chúng tỳ kheo tổng thuyết và biệt thuyết về Phát Đát Ekarata. Nhất giả hiền, nhất giả hiền giả. Ở đây quá khứ không trư tầm, tương lai cũng ước vọng. Cái đó là Đức Phật đã nói lên ngũ uẩn. Bài kinh số 132 đó, thì tôn giả thuyết, tôn giả Nương Đa thuyết cho chúng tỳ kheo nghe. Sau đó Đức Phật ngài cũng tổng thuyết và biệt thuyết lại cho tôn giả Ananda như để xác chứng. Và bài kinh này quá khứ không truy tầm, tương lai không ứng vọng cũng đề cập đến ngũ uẩn. Còn bài kinh số 134 134 là tôn giả Loma Sakangiya nghe chư thiên nói về cái bài kinh bài kệ đó, liền đi đến gặp Đức Phật. Đức Phật giảng cho tôn giả Loma Sakangiya nghe về nhất giả hiện giả, quá khứ không truy tìm, tương lai của ước vọng cũng đề cập đến ngũ uẩn. Nhưng riêng về bài kinh 133 đó, là Đức Thế Tôn ngày thuyết tổng lược bài kệ để cho chúng tỳ kheo, rồi ngài đi vào cái hương thất. Chúng tỳ kheo liền thỉnh cầu tôn giả Mahakacchana giảng giải chi tiết cho chúng tỳ kheo nghe. Và đặc biệt là tôn giả Mahakacchana ngài nói về quá khứ không duy trì, tương lai không ước vọng, hiện tại không bị lôi cuốn, thì quá khứ vị lai là ngài đề cập đến sáu nội xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý, và hiện tại để phàm phu bị lôi cuốn là thập nhị xứ, tức là sáu nội xứ sáu ngoại xứ: mắt cảnh sắc, tai cảnh thinh, mũi cảnh khí, lưỡi cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp. Nhưng mà khi các vị tỳ kheo đi đến bạch với Đức Phật thuật lại, thì Đức Phật ngài cũng tán thán tôn giả Mahakacchana là bậc đại trí tuệ đã thuyết như vậy. Dầu cho có hỏi ngài, chứ tỳ kheo có hỏi ngài thì ngài cũng thuyết như thế thôi. Ở đây là một cái điểm khác về cái nội dung. Ba bài nội dung đều là nói về ngũ uẩn, truy tìm ngũ uẩn quá khứ, ước vọng ngũ uẩn tương lai, và hân hoan của ngũ uẩn hiện tại của kẻ phàm phu. Nhưng mà đối với tôn giả Sanh Thí thì cái bài kinh nhất giả hiện giả này thì ngài thuyết xuyên qua sáu nội xứ hoặc là thập nhị xứ, sáu nội xứ sáu nội xứ. Đó là cái điểm khác biệt chút về cái nội dung. Về bài kệ thì giống nhau cả. Và bây giờ thì xin mời cô Nguyễn Xuân Như đọc cho chánh kinh của bài một bài kinh nhất giả hiện giả 131. Rồi sau đó chúng ta sẽ được nghe giảng giải ý nghĩa này bởi thượng tọa Nhật Đẳng giảng sư hôm nay. Xin kính mời cô. Sa thấu, sa thấu. Chư
Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh 131, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Bát Đê Cá Rát Xuất Tá, biết sống trong hiện tại. Bát Đê Cá Rát Tá là cụm từ khiến các dịch giả khổ tâm tìm ý nghĩa chính xác. Nghĩa đen của mệnh đề này là bậc trí của một đêm. Đó là cách nói mang tính tỷ dạo như câu đồng quân nhân nhất giả thoại, độc thắng thập niên thư. Theo một số học giả thì cụm từ Bát Đê Cá Rát Tá có lẽ do Đức Phật dùng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại thời hiện tại. Mặc dầu chư Phật quá khứ đã dùng. Từ vựng này là chứa đựng ý nghĩa gần nhất với tâm thái như nhiên mà một vị thành tựu tuệ quán minh sát nhìn hiện tượng. Giới bao gồm cả năm uẩn. Trong lời dạy về sự quán chiếu thực tại của một vị tu tập minh sát không hoài niệm, mong cầu hay dự phóng về cái tôi mà chỉ thấy tất cả là hiện tượng kết cấu của pháp hữu vi luôn sanh diệt. Nhận thức này không còn trong giai đoạn thực tập mà trở thành tâm thái tự nhiên của một người thật sự thấy và biết. Ba bài kinh mang số 132, 133 và 134 của Trung Bộ Kinh cũng đều mang ý nghĩa của nhất dạ hiền. Duyên sự có khác nhưng giáo nghĩa không giống nhau, do vậy gom chung thành một bài học. Duyên sự của ba bài kinh trên được in sau kinh số 131 mang mục đích tham khảo. Phân đoạn 622, lời kinh cô đọng. Đức Thế Tôn đã mô tả tâm thái của một bậc thành tựu tuệ quán với ý nghĩa hàm xúc qua một bài kệ. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở sao Quách Thi, Xá Vệ, Xê Tá Quách Ná, Kỳ Đà Lâm, tại tỉnh Xá, ông Anathapindika, các cô độc. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ trích giảng cho các ông nhất dạ hiền giả Bát Đê Cá Rát Tá, tổng thuyết và biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ... Thưa vâng bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Quá khứ trong không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết, chúng như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Phân đoạn 263, ý nghĩa quảng diễn. Rồi bậc đạo sư giảng dạy rộng rãi và chính xác ý nghĩa của bài kệ, kinh văn. Và này các tỷ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vì ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hôn hoang trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là hành của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thức của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỷ kheo là truy tìm quá khứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? Vì ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy.
Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi như trên vân vân. Như vậy là hành của tôi như trên vân vân. Như vậy là thức của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỷ kheo là không truy tìm quá khứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy là sẽ là sắc của tôi trong tương lai và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là, sẽ là thọ của tôi trong tương lai và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là tưởng của tôi như trên vân vân, là hành của tôi như trên vân vân. Như vậy là thức của tôi trong tương lai và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỷ kheo là ước vọng trong tương lai. Và này các tỷ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vì ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng như trên vân vân, sẽ là hành như trên vân vân, sẽ là thức của tôi trong tương lai và không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỷ kheo là ước vọng trong tương lai. Và này các tỷ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỷ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến được, không đi đến các bậc thánh, không thuần phục các pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần phục các bậc, không thuần phục các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vì ấy quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ, hay vì ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay vì ấy quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng, hay vì ấy quán hành là tự ngã, hay vì ấy quán tự ngã là có hành, hay vì ấy quán hành là trong tự ngã, hay vì ấy quán tự ngã là trong hành, hay vì ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy này các tỷ kheo là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này các tỷ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỷ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vì này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc, không quán thọ như trên vân vân, không quán tưởng như trên vân vân, không quán hành như trên vân vân, không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy này các tỷ kheo là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được, với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi. Xướng gọi nhất hạ hiền, xướng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Khi ta nói, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông nhất dạ hiền giả, tổng thuyết
và biệt thuyết. Chính duyên ở đây mà nói vậy. Thế Tôn thuyết giải như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác tẩn. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài Nam Mô Bổn Sư nhé. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh. Bài kinh này không đơn giản là chỉ nghe thoáng qua, mà chúng ta phải chiêm nghiệm ở trong nhiều chủ kinh khác nhau. Trước khi đi vào nội của bài kinh, chúng tôi xin thưa rằng có một câu chữ Hán mà chúng tôi trích ở đây và chúng tôi viết sai. Thượng tọa Tuệ Siêu có nhắc, câu này phải nhắc tôi rằng là quý vị nào mà đọc ở trong bài kinh giá trị, chúng ta có cái câu ở trong chữ Hán, thật ra đó là một câu ở trong bài thơ của Lý Bạch. Nó có ba cái dĩ bạn hồi nhỏ rồi. Thật ra câu này thì chúng tôi và Thượng tọa Tuệ Siêu vẫn thường nghe hoài, cũng như sư cậu từ sư trưởng hay nhắc đến. Mà hồi nhỏ thì nhắc câu gọi là phùng quân nhất giả thoại. Dạ, phùng quân nhất giả thoại. Và về sau này có một dĩ bạn khác á, vì là đồng quân nhất giả thoại. Và khi Thượng tọa Tuệ Siêu nhắc thì chúng tôi có tra lại đó. Và có một dị bản khác được là giữ luôn, giữ luôn nhất giả thoại, tức là cùng với bạn để có một cùng với bạn hiền, để có một đêm đạt được thì thắng đọc, chứ không phải là đọc thắng thập niên thư, là hơn 10 năm đọc sách. Đây là một câu cảm thán rất của Lý Bạch. Nguyên trong bản này là giữ luôn nhất giả thoại, thắng đọc thập niên thư. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta đi vào trong đề tài của bài kinh ngày hôm nay. Trước nhất chúng ta nên hiểu rằng đây là một bài kệ rất là đặc biệt của chính Đức Phật. Và ngay cả cái cụm từ Phát Đê Ca Rát Tát, và mà ở đây gọi là Nhất Giả Hiền đó, là một cái cụm từ vẫn được các nhiều học giả tranh luận, nói nhiều. Và rồi về cái chữ Phát Đê Ca Rát Tát là chúng tôi sẽ nói ở đoạn chót. Và có lẽ là sau vậy nói chuyện với chúng tôi thì sẽ cùng thỉnh Tuệ Siêu để Ngài cho ý kiến thêm về điểm này. Đây là một cái câu nói rất là cô độc, hàm súc của Đức Phật, và cũng như theo trong sớ dạy của chư Phật quá khứ, thì chư Phật quá khứ vẫn có một cái câu nói tương tự như vậy. Trước khi mà mình đi vào trong bài kinh đó, thì chúng tôi xin được nói hơi ngoài đề chút xíu, nói hơi dông dài ở ngoài chút xíu. Và từ chỗ đó thì chúng ta sẽ dùng là một cái cơ sở để đi vào trong bài kinh này. Thì thưa quý vị, cái gọi là sự sống
hay là sự hiện hữu của chúng sanh, hay là của con người chúng ta, thì thưa quý vị là một cái dòng chảy, như là một cái dòng nước, nó luôn luôn cuộn chảy, tuôn chảy. Quý vị nào đã ở gần những dòng suối, dòng sông thì biết rằng dù muốn dù không, dù nắng dù mưa, dù ngày dù đêm, thì cuộc sống thì nó luôn luôn là một dòng chảy. Chúng ta có sức sống, cái sức sống đó đó nó thường biểu hiện qua một cái gọi là khát vọng hay là tanh ha, tầm cầu chỗ này và tầm cầu chỗ kia. Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, mỗi một năm mới là bắt đầu, thì chúng ta luôn luôn thấy rằng con người có một cái ước vọng là chúng ta sẽ được như thế này và sẽ không phải như thế kia. Cái được như thế này và không phải như thế kia đó, nó nói lên một cái sức sống mạnh liệt muôn thuở của con người. Và chúng ta đi theo cái dòng cuồng lưu đó, đi theo cái sức sống đó. Dù là mình muốn hay không thì mình cũng có. Thì cái đó là cái mà đẩy cuộc sống chúng ta tiếp tục đi tới. Nhưng mà cũng chính cái mà tầm cầu chỗ này và chỗ kia đó, gọi là tanh ha đó, nó gây cho chúng ta rất là nhiều đau khổ của đời sống. Đặc biệt là sự kỳ vọng, rồi thất vọng, rồi những căng thẳng. Thí dụ như là mình muốn mình là một người nổi tiếng, nhưng mà mình không nổi tiếng, mình bị áp lực. Mình muốn là mình là một người có giàu có, ăn nên làm ra, nhưng mà công việc thì nó công ăn việc làm thì nó trì trệ, không khá, thì chúng ta buộc. Mình muốn mình là một người được yêu thương, có nhiều bằng hữu, có nhiều tình thương yêu, mà mình lại không có đầy đủ, thì mình lại thất vọng. Thì chúng ta thấy được rằng đời sống con người đó là luôn luôn có một cái động lực sâu thẳm, sâu kín ở trong lòng của chúng ta. Cái động lực đó là một điều rất là hiển nhiên của cái gọi là sự sống, cái gọi là sinh lực, cái gọi là sinh khí của cuộc sống. Thưa vì trong cái khát vọng muôn của cuộc sống, nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì có những cuộc cái gọi là cái ta, tôi thế này, tôi có, tôi hơn người khác như vậy. Cái tôi, cái ta đó nó ẩn sâu. Đôi khi mình nói ồ, tôi sống tôi không có bị ngã, tôi bị kỹ sống ả chấp vật vật, nhưng mà kỳ thật ấy, thì chúng ta luôn luôn muốn thể hiện một cái gì đó, chúng ta luôn luôn muốn đưa ra một cái hình ảnh, một cái diện mạo của con người, mình là người thành công, mình là một người thành đạt, mình là một người có ở đắc sở học, có cái gì đó, nhưng mà phải có về cái tôi, cái ta. Cho dù một người giàu có nhất ở trên thế giới này, hay là một người mà đi kiếm cơm từng bữa, một người rất là đẹp, một người rất là tầm, một người đầy quyền quý và một người nô lệ, thì tất cả mọi người đều có một cái sự khao khát muôn thuở về cái tôi và cái ta. Tôi sẽ là thế này, tôi sẽ là cái kia. Cái ngã tính này là một cái gì đó nó muôn thuở. Và thú vị, người ta có nói một cái ví dụ mà trước kia chúng tôi thường hay nhắc đó, là khi người ta chạy marathon thì có rất nhiều người chạy rất dai, rất bền, rất giỏi và họ mong được về nhất. Chuyện đó bình thường rồi. Nhưng mà có những người không có hy vọng về nhất á, thì người ta vẫn chạy, người ta mong về được gì?
Nhưng mà không phải chỉ có hạng nhất hạng nhì là chạy không đâu, mà cũng có những người họ mong rằng không được nhất gì thì mình được hạng ba. Và nếu không hạng nhất hạng nhì hạng ba đó thì mình vẫn cứ chạy để làm gì? Để nói rằng mình có chạy. Tôi là người đã có tham dự Boston Marathon hay là New York Brooklyn Marathon và mình có chạy là được rồi. Thì như vậy cái tôi, cái ta, dù là về hạng nhất, hạng nhì, hạng ba hay là hạng mét đi nữa thì cái nào cũng có lý do để mà chạy. Đời sống con người chúng ta đó, một điểm muôn thuở là mình luôn luôn thỏa mãn đến với cái là tôi là ai, tôi có cái gì và tôi so với người khác ra sao. Đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Và nó tạo thành một cái sức sống mãnh liệt lắm. Thì chúng ta phải hiểu đây là cái căn đệ, đây là cái động lực rất là sâu kín, rất là tàn ẩn trong mọi người. Chúng ta luôn luôn muốn thể hiện, chúng ta luôn luôn muốn là mình sẽ là một ai đó. Dạ, mặc dù cái ai đó nó là một cái sản phẩm rất là nghèo nàn, mặc dù cái ai đó đôi khi nó chật đến chật đi, dù ai đó nó chỉ là một cái gì rất là phù du của hư danh, của hư lợi, của những cái mà rất là phù ảo của cuộc sống, nhưng mà chúng ta vẫn muốn như vậy. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu gọi là ego, cái gọi là cái ngã tính, cái gọi là cái sự cố chấp của ái, của mạng, của kiến, hay là của ngã sợ, của mạng truy biến ở trong hình thức này, hình thức khác, thì chúng ta mới có thể hiểu được bài kinh ngày hôm nay Đức Phật dạy. Nó có hai cảnh giới rất là khó để chúng ta cảm nhận. Một cảnh giới của những người đi cùng chạy theo cái gì đó, và cảnh giới của một người sống nhưng mà không đuổi bắt. Đó là hình ảnh của một Angulimala, một kẻ cuồng sát, mong rằng mình luyện được phép tiên, mong rằng mình luyện được cái gọi là đệ nhất, trở thành một đệ nhất cao thủ võ lâm, một cái huyền thuật siêu nhiên. Và hình ảnh của bậc bậc môn đi mà đã không còn chạy theo bất cứ điều gì ở đời. Đó là hình ảnh của Đức Phật, tương phản với Angulimala. Và vô số ở trong chúng ta sống như cuộc đời này, cho dù đó là ở trong chính trị, trong văn hóa, nghệ thuật, ngay cả trong giới tu hành, thì người ta vẫn luôn luôn đi tìm cách để tạo nên một cái diện mạo, một cái chân dung của chính mình. Mặc dù cái đó rất là mơ hồ, mặc dù chân dung đó chúng ta không biết là mình là ai. Chúng ta có nghe một bài hát đó là về một người tình không chân dung, để nói ý nghĩa nào đó. Nhưng mà rõ ràng là mỗi chúng ta đều đi tìm một hình ảnh về cái tôi, cái ta đó. Mặc dù đích xác, chính xác là cái tôi, cái ta như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta phải nói rằng luôn luôn trong 24 giờ, ngoại trừ những lúc chúng ta ngủ, ngoại trừ những lúc chúng ta đang bận cái gì đó thông thường, thì chúng ta luôn luôn bị áp ảnh với cái tôi, cái ta. Tôi sẽ là thế này, tôi là thế kia, tôi có. Những điều đó nó làm chúng ta. Thì thưa quý vị, ở trong kệ ngôn hôm nay đó, thì chúng ta phải nói đến một cách dài dòng về ý nghĩa của bài kệ trước khi chúng ta trở lại với cái cụm từ phát đề cá tắc. Cái sức sống, cái ảo giác về cái ngã của chúng ta đó, về cái dự phóng của chúng ta về cái ngã đó, nó luôn luôn là
bị chi phối bởi cái yếu tố của thời gian. Đây là một điều rất lạ, rất lạ. Vì nào mà có đọc Krishnamurti khi mà ông nói về cái ký tính và ông lên án ký tính đó, thì chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng con người chúng ta sống với cái gọi là tưởng hay là tưởng quẩn rất nhiều. Mình đã từng trải qua, mình đã từng chứng kiến, mình đã từng biết. Và cái biết đó, nó khiến cho người ta khao khát để sống lại quá khứ, để nghĩ về quá khứ, để định đặt ra một cái chân dung của mình trong quá khứ. Tôi đã trải qua như vậy, tôi đã làm thế kia, tôi đã làm thế nọ. Có đôi khi chúng ta nói chuyện với một người nào đó, họ chắc nhiều về quá khứ, họ luôn luôn chắc về quá khứ, thì chúng ta biết rằng những người này đó, có thứ cái đó, đôi khi họ muốn trở lại tô hồng chút lực, làm đẹp đi cái quá khứ của mình, à, đẹp đi cái tôi, cái ta, một chất nghiền đó là chất đam mê. Dạ, quý vị có nghe lại được không ạ? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe lại được không? Dạ. À, không biết chúng tôi đã gián đoạn bao lâu rồi, quý vị có xin chào chúng tôi không? Dạ, vâng. Dạ, xin lỗi quý vị. À, chúng tôi đã trở lại là... trong đời sống này
cái bản chất cố hữu của chúng ta gọi là sống, thì chúng ta sống luôn luôn với đam mê và khát vọng. Và cái đam mê khát vọng nó thường gắn liền với cái quan điểm rằng tôi là ai, tôi có cái gì, và tôi so sánh với người khác ra sao. Cái đó chúng ta gọi là ngã sở và mạng tùy mê, hay là của tôi, hay là tôi, hoặc là tự ngã của tôi. Đó là điều mà chúng ta muốn nói đến. Thì thưa quý vị, cái dự phóng đưa ra một cái hình ảnh về cái tôi, cái ta đó, nó là một cái gì rất là riêng tư, nhưng mà nó lại là một cái gì thầm kín ở trong mỗi con người về một cái niềm hạnh phúc. Dạ, một niềm hạnh phúc. Và trong cái khuynh hướng đó, chúng ta lại có những người đi ngược về quá khứ, muốn làm sống lại quá khứ, muốn dừng lại cảnh quá khứ bằng cách là nhắc về quá khứ, tô điểm cho một hình ảnh nào đó. Nhưng mà lại có những người không làm việc đó, mà họ nghĩ đến tương lai và đến hiện tại. Thì bây giờ, khi mà chúng ta nói về quá khứ, thì chúng ta cũng phải nói một điều rất là khác biệt. Khi mà Krishnamurti ông nói về ký ức, thì hầu như là ông lên án về con người bị cái khí tính lường gạt chúng ta. Tại vì sau khi mình nhớ, thì mình nhớ không trung thực. Ít có người nào nhớ một cái chính xác mà kể lại hết về trung thực. Và những cái người mà theo Krishnamurti đôi khi họ nghĩ rằng mình nên từ bỏ cái gọi là cái trí tính của mình, và mình nó phản bội mình, tại sao phải theo đó. Đức Phật thì ngài không dạy như vậy. Đức Phật ngài không dạy. Thật ra thì cái trí tính đôi khi nó tốt. Chúng tôi lấy ví dụ như là trong kinh Phật có nói đến Túc Mạng Minh, là một vị tu hành mà có thể nhớ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ và cho thấy một bức tranh của luân hồi, thì không phải là trí nhớ nào nó phản bội mình hết, nhưng mà phải nhận rằng đa số chúng ta bị trí nhớ phản bội. Chúng ta nhớ có cái nhớ, có cái quên, có cái đậm, có cái nhạt, và đôi khi trí nhớ của chúng ta nó chỉ nhớ theo cái gì mình muốn nhớ. Ví dụ như là cái tốt của mình nhớ, mà cái xấu mình không nhớ. Cái lầm lỗi người khác mình nhớ, nhưng mà cái đường của người khác thì mình không nhớ. Ví dụ vậy. Thật ra chúng ta thật ra thì cứ sự một cái không sai khi ông nói ký nhớ phản bội chúng ta, ký tính, cái ký tính thì ký ức phản bội chúng ta, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta từ bỏ quá khứ. Không phải như vậy. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Thì ngoài cái chuyện mà sống với quá khứ, chìm đắm trong quá khứ, thì chúng ta lại bị một cái chứng bệnh khác, đó là mơ mộng về tương lai. Có một cái sự xa xỉ trong đời sống mà ai cũng có thể hưởng được, dù là một ông vua hay là một người khôn vác, dù là một phi sĩ hay là một người làm việc ở trong cái giới khoa học kỹ thuật, đó là mơ mộng. Mơ mộng không tốt tiền. Mơ mộng khiến cho người ta cảm thấy cuộc đời nó đẹp hơn. Và mơ mộng ít nhất cho người ta thoát khỏi cái thực tế nghèo nàn, một cái thực tế mà phải lo cơm gạo áo tiền, một cái thực tế mà phải đương đầu với bao nhiêu phũ phàng cuộc sống. Thành ra người ta mơ mộng. Người ta mơ mộng về một cuộc tình rất đẹp ở tương lai. Người ta mơ mộng về một cái học viện, một địa vị. Người ta mơ mộng về cái gì đó, về già, về lớn tuổi, người ta mơ mộng. Thì không sống, người không sống về quá khứ, nhưng mà luôn luôn sống về cái ảo mộng của tương lai. Thậm chí người ta còn nói đến chữ dệt mộng. Dạ, dệt mộng tức là tất cả chúng ta không, đâu có ai bắt tội, đâu có ai bắt lỗi những người dệt mộng đâu. Chúng ta có quyền nghĩ rằng mình sẽ là thế này, mình sẽ là thế kia. Và có những người sống dệt mộng một tương lai. Thì như vậy, cho dù là mình sống với quá khứ hay là mình sống với tương lai, thì thưa quý vị, chúng ta đều phải nhận
là có hai sự thật. Quá khứ nó qua rồi. Cho dù chúng ta muốn dừng lại quá khứ, mình sống có quá khứ, thì nếu chúng ta điềm tĩnh một chút thì nó chỉ là ảo giác thôi. Mình nhắc lại câu chuyện 10 năm trước, mình đã từng đến thăm một thành phố hoa lệ, mình đã từng làm một công việc gì đó rất là hiển hách, mình đã từng trải qua một cái cuộc tình rất đẹp chẳng hạn. Bất cứ gì mà chúng ta suy nghĩ, thì thứ gì, thật ra chúng ta có lôi quá khứ ra để mà chúng ta dừng lại, để mà chúng ta nói, để mà chúng ta suy diễn, để mà chúng ta gì đó. Thực tế là quá khứ qua rồi. Nếu nó có cái đẹp chăng, nó chỉ là một ảo giác. Đó là một ảo giác. Nếu mình bình tĩnh một chút, mình sẽ thấy nó là một ảo giác. Còn tương lai, tương lai cho dù chúng ta vẽ có khéo, có hay, có đẹp, có tỉ mỉ, có tinh tế, có một cái quy hoạch rất là đầy đủ đi nữa, thì nó vẫn phải nói một điều rằng nó bất định, nó vô định, không ai biết rõ hết. Chúng ta đã đi qua một số những cái sự trạng ở tại Hoa Kỳ trong năm qua, ví dụ từ cái đại dịch cho đến thiên tai cho đến cuộc bầu cử, nhiều cái lộn xộn vân vân và nhiều thứ, thì chúng ta thấy rằng cái biết của chúng ta về tương lai nó nhỏ bé lắm so với cái mình không biết. Và nếu chúng ta chỉ biết một ít, rất ít, rất là chắc về tương lai, mà chúng ta lại xây dựng cả một lâu đài trên cái nhỏ bé, cái mơ hồ, cái hư ảo, cái sương khói đó, thì thật sự rất là tội nghiệp cho chúng ta lắm. Bởi vì sao? Vì chúng ta biết rõ điều đó. Nhưng mà cho dù là quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, nhưng mà chưa chắc là một người mà sống với hiện tại đó, người đó thực sự sống với hiện tại. Một người đó chưa chắc sống với hiện tại mà thực sự hiện tại. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang sinh hoạt ở đây, hay là lát nữa chúng ta có mặt ở đâu đó, chúng ta làm việc gì đó, thì trong cái hiện tại đó cũng không chắc là chúng ta thật sự sống, mà trái lại chúng ta luôn luôn bị một nỗi ám ảnh của cái gọi là của tôi, cái là tôi, cái là tự ngã của tôi. Cái ám ảnh đó tôi luôn luôn có, chúng ta không thể từ chối điều đó được. Thì thưa quý vị, cái này nó cho chúng ta thấy rằng mặc dù cái nhìn của chúng ta trong cuộc sống đó, nó có ảnh hưởng về thời gian. Có những người đặc biệt là khao khát để làm sống lại quá khứ. Có những người tha thiết để dệt mộng ở tương lai. Hay có những người tập trung toàn lực trong hiện tại. Nhưng mà những người này thiếu một thứ. Nhưng mà cái thứ đó, nó rất là quan trọng. Cái thứ đó, nó lại là tạo nên một cái thuật ngữ. Mà cái thuật ngữ đó hầu như là may mắn cho chúng ta, nó trở thành một thuật ngữ lớn ở trong cái thế giới đương đại. Nếu có việc nào đọc vào phản văn thì cái thuật ngữ đó gọi là vipassati, từ chữ vipassati mà chúng ta gọi là chúng ta có vipassati là động từ, và vì danh từ chúng ta có chữ vipassana, vipassana. Chữ vipassana thật ra là chữ không có quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta lắm. Mãi cho đến thập niên 70 thì có một ông giáo, đúng là một ông đốc, gọi là ông đốc Trương Văn Quấn, sau này xuất gia đó, thì ông lại khởi xướng ra một cái từ, mà cái từ đó nó ảnh hưởng lớn cho Phật giáo Nam Tông đó, gọi là chữ minh sát. Minh sát. Ngày xưa đó thì cũng có một vài chữ minh sát đó đây, nhưng mà chữ minh sát thì lại không có dùng nhiều. Và sau này thì Hòa Thượng Nhất Hạnh thì Hòa Thượng cũng chê cái chữ minh sát. Nhưng mà phải nhận rằng cho đến giờ này thì chúng ta chưa có cái chữ nào mà diễn tả cái chữ vipassana nó hơn chữ minh sát.
Mặc dù hòa thượng nhất hạnh thì hòa thượng muốn dùng cái chữ là quán niệm, yeah, quán niệm minh sát. Thì dù là quán niệm hay minh sát đó, thì có nghĩa là cái sự thật như thế nào thì mình thấy như vậy. Về điểm này đó, thưa quý vị, có chút vấn đề là tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mình có mắt thấy, có tai nghe, mình có đủ sự hiểu biết thì mình hiểu sự thật, sự việc rất là trung thực, rất là chân xác, và đâu có lý do gì để mình nghi ngờ về cái nhìn của chính mình. Nhưng bây giờ có một điều rất là rõ ràng là một chuyện rất đơn giản. Bất cứ cái gì mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, liên hệ thì nó đều liên hệ đến cái tôi, cái của tôi, tự ngã của tôi. Chúng ta cứ nhìn và nhìn thật kỹ thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Và khi mà nó liên hệ đến tôi, của tôi, tự ngã của tôi đó, thì chú ý vì thì ra ở trong đó nó có chút vấn đề. Không phải chút vấn đề, nó vấn đề lớn. Tại vì sao vậy? Nó là cái, nó là cái ảo giác. Nó là ảo giác. Ngày xưa chúng tôi ở chùa đó, là có một đạo hữu Phật tử. Đạo hữu này cũng là việc, nhưng mà đạo hữu hay có một cái là đạo hữu thích khoe mẽ đó. Dạ. Bất cứ một cái việc gì ở trong chùa mà làm được như là gây quỹ hay xây dựng thì đạo hữu làm sao được nói là cái công của đạo hữu. Dạ, cái công, cái công lao là muốn tự hào, muốn cảm thán diện mình làm cái đó. Nhưng mà kỳ thật thì sao? Thì quý vị ở trên thực tế đó, không có một việc nào ở trong chùa mà được thực hiện bởi một cá nhân nào hoàn toàn, mà nó phải do nhiều, và kể cả nó do nhân, do duyên. Thí dụ như là ngay cả một người mà tài ba làm được cái gì đó thì cái gọi là hãnh diện riêng của họ đó thì nó cũng chỉ là một ảo giác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người đó được may mắn sinh trong gia đình như vậy, nhận nền giáo dục như vậy, nhận được trợ giúp như vậy. Chứ nếu mà mình không có được những yếu tố về cha, về mẹ, về hoàn cảnh xã hội, về cái này cái kia đó, thì có gì để đáng để hãnh diện? Dạ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ nữa là bây giờ ở trong cuộc sống này, một cái chùa là một cái chùa, và chùa đó có nhiều tiền bạc bởi vì cái cúng kiến nhiều, đám ma nhiều, bán buôn bán nhiều, thì thật sự vị tu viện cũng thấy hãnh diện. Nhưng mà thưa quý vị, nói cho cùng là một cái vị thầy tu đi xuất gia mà mình có thành công, mình có nhiều cái đám xá, mình có nhiều cái đám tang, đám cúng để mà tạo ra tiền đó thì đúng rồi, thì mình chỉ là thầy đám thôi. Dạ, ở phương diện nào đó thì nó là thành công. Mở phương diện khác luôn, chẳng có gì. Nó giống một người đời mà mở cái tiệm cà phê ra mà nhiều cách uống cà phê. Dạ. Khi mà chúng ta sống và chúng ta nghiệm lại cuộc sống đó, thì mình thấy rằng tất cả những giá trị nó có cách đắc đổi, có cách tương đối, và chúng ta đem cái ảo giác của mình vào trong đó là tôi hay. Nhưng có bao giờ mình nói là ô, tôi được như vậy là nhờ cha, tôi được như vậy là nhờ mẹ, tôi được như vậy là nhờ xã hội, tôi được như vậy là nhờ cái phước quá khứ và không? Chúng ta nói rượu rất là đẹp, nhưng mà khi mà không son, không phấn, không trang điểm thì khuôn mặt lại rất là bình thường, như người ta nói rằng
Nhiều quý vị có nghe được không? Quý vị, ở đây có ba điểm mà chúng ta cần đề cập đến. Điều thứ nhất là nhiều quý vị có thể chờ chúng tôi một chút chẳng. Chào quý vị có nghe lại được không ha? Xin hỏi quý Phật tử có nghe lại được không? Dạ. Quý vị là cái internet của chùa nó mạnh nhưng mà sau này nó hay bị gián đoạn lắm, không biết tại sao. Còn cái iPhone á thì nó lại ổn hơn, nó ít có bị gián đoạn, nhưng mà cái iPhone sau này nó không biết lý do tại sao đó mà nó hay mở cái wifi và nó connect một wifi của chùa. Dạ. Ví dụ như khi chúng tôi vào nói chuyện đầu tiên chúng tôi tắt wifi rồi, nhưng mà lát sau tự nhiên nó kết nối lại, và kết nối thì nó chịu vấn đề của cái vấn đề này. Đôi khi nó cũng dở hơi thôi. Cuộc sống thì nó không có hoàn hảo. Bây giờ thì chúng tôi hy vọng là quý vị không có bị gián đoạn. Ở đây chúng ta trở lại cái nhìn mà gọi là vipassati, hay là cái nhìn sự việc như thế nào thì chúng ta nhìn nó như vậy. Chúng ta gọi là cái nhìn như nhiên, yathaputam, hay vipassana yathaputam như nhiên, nghĩa là nó như vậy thì nhận nó như vậy, nó đẹp thì nhận nó đẹp, nó xấu nó xanh thì nó xanh, nó diệt thì mình nhận nó diệt, đơn giản vậy thôi. Mà cái nhìn này không có dễ dàng. Dạ, không dễ dàng, bởi vì chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đều có sức sống, và cái sức sống nó dựa trên cái khát vọng, và cái khát vọng nó dựa trên cả ảo giác. Và vì vậy bây giờ biểu rằng mình sống mà mình không có mơ mộng, mình sống không có hoài niệm về quá khứ, mình sống mình không có mình không có tô hồng chúc lục thì chúng ta không chịu, chúng ta không có chịu về như thế. Nhưng một khi mà quý Phật tử đọc cái bài của nếu mà quý vị Phật tử đọc một bài kệ này đó, thì chúng ta thấy ở trong bài kệ này có ở trong bài kệ này có mấy phân đoạn mà chúng ta rất là cần để chúng ta đọc cho rõ. Đúng là bốn đoạn. Và đoạn đầu là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Đó là cái cách sống của một người mà không có dựng lại quá khứ để sống với quá khứ, và cũng không có dệt mộng ở tương lai, bởi vì tương lai chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động, không rung chuyển, biết vậy nên tôn trọng. Ở trong này có hai cái từ mà chúng ta nên để ý là tathātta vipassati, tức là ở đây dịch là tuệ quán chính là đây, nhưng mà có nghĩa là cái sự minh sát đối với từng nhịp điệu, từng sanh diệt, từng cái gì xảy ra, tathātta từng cái, và vipassati là minh sát. Cái không động không rung chuyển này đó, dịch từ cái cụm từ là asaṅkhopaṁ, cái
chúng ta hiểu như vậy là với một cái hành giả mà có tuệ quán thì giống như một người sống đã trở nên điềm đạm, đã trở nên vững lòng trong công việc của mình. Cái vị chính của hành giả chỉ là quan sát, hơi thở vô cũng được quan sát, hơi thở ra cũng được quan sát, một cảm thọ vui sanh lên cũng được quan sát, nhiệt cũng được quan sát, tâm có định cũng được quan sát, mà cũng quan sát cái gì xảy ra thì như mình thấy trời nắng được, nắng thì cứ mặc trời nắng, trời mặc trời mưa thì công việc mình nắng thì nắng, mưa thì mưa thôi. Cái này tức gọi là không động không rung chuyển, thì phải có hành tín niệm xứ, phải có đi vào trong thế giới của Vipassana thì chúng ta mới hiểu rằng một khi tất cả dù tốt dù xấu, dù sanh dù gần dù xa, dù mờ dù tỏ, dù an lạc hay không an lạc, chỉ là cái lúc để quan sát thôi, chỉ là đối tượng quan sát, thì lúc đó đó mới gọi là Vipassana. Là cái nhìn như duyên hay là sự việc như thế nào thì chúng ta biết được như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong đoạn thứ ba của bài kệ có một điểm rất là thú vị là đông tây kim khổ. Khi mà nói với một con người mà không còn bị mê hoặc bởi mồi danh bả lợi, một con người sống mà không có dính mắc á, thì chúng ta nghĩ đến một cái trạng thái mà ở trong Nam Hoa Kinh của Lão Trang nói về vô vi yên tĩnh, là một trạng thái hầu như là buông thõng bỏ tất cả, không có làm gì hết. Thì ở đó nó phải, nó không phải là cái yếu lý, không phải là điều mà trong bài kinh này đề cập đến. Một cái chuyện mà sống mà thấy cái bản chất thật của đời sống thì vì đó nhiệt tâm, và nhiệt tâm trong ngày hôm nay, ở trong hiện tại và bây giờ. Tại sao vì đó nhiệt tâm? Bởi vì vì đó hiểu rằng cho dù cuộc sống nó là phù du, cho dù cuộc sống nó là hư ảo, nhưng mà thưa quý vị, nó còn một cái hiểm họa khác. Đó là mình không có nhiều thì giờ để hoang phí, mình không có nhiều thì giờ để sống ơ hờ, mình không có nhiều thì giờ để sống cho qua ngày đoạn tháng. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống của chúng ta giống như một cuộn chỉ, thời gian đi qua nó giống như là những cái cọng chỉ được rút, thì cái trữ lượng thời gian của chúng ta cần ít lại. Ví dụ như là tuổi thọ của mình 70 năm, mỗi một năm trôi qua thì cái trữ lượng thời gian còn lại của chúng ta nó giảm đi. Và lời dạy của Đức Phật cũng là lời dạy của chư Phật là ai biết chết ngày mai? Ai biết chết ngày mai? Chúng tôi sống ở chùa thứ gì, trải qua một cái cơn đại dịch và ngay cái cuộc sống hàng ngày có rất nhiều người thân ra đi. Có rất nhiều người thân ra đi. Riêng về năm vừa rồi thôi, từ siêu trưởng rồi Hòa Thượng Tịnh Giác, Hòa Thượng Quảng Độ, rồi siêu Phật Tính, rồi nhiều vị khác, những vị mà chúng tôi cần biết á, ra đi. Và ở trong số đó già có, trẻ đó, nam không có, bắc không có, vị này có, vị kia có. Nhưng bỏ rằng mình biết à, trong một năm tất cả các vị cùng đi thì chúng tôi không biết được. Mình không biết được đâu. Ai biết chết ngày mai? Đời sống mình đó, mình sống đó, giận đó, buồn đó, tính toán đó, giống như mình biết chắc chắn là mình sẽ sống hoài. Thật ra có gì chắc chắn hết? Không có gì chắc chắn hết. Một ông bác sĩ chuyên về tim mà có một ngày đánh tennis cúi xuống nhặt cái bàn tennis lên chết tại chỗ, mà không có là chuyên về tim mà chết vì tim.
rồi có những vị rất là trẻ, là nếu không tính hẹn với chúng tôi cũng hẹn nha, là tới khi mà hết đại dịch phải đi đâu, đi Ấn Độ rồi làm việc này việc kia, rồi mình tổ chức lần tới ở trong một cuộc trùng chuyên tâm đại thì để không tính đi. Nhưng rất có lần và ngày hôm trước thì đúng tính còn thảo luận của pháp cũng rung. Tối hôm đó để Đức tự tri gọi chúng tôi đấy, đại đức tính mình ra đi rồi, không ai điều định được với đại quân thần nhất, chưa có một ai mà có thể thương lượng, có thể mặc cả, có thể trả giá và điều định được với cái chết thật. Từ cổ chí kim, từ đống sanh đây, chúng ta nói có bệnh tổ sống thấm trong tuổi, hay là chúng ta từng chỉ hoàng đã từng cố gắng đi tìm xuống trường sanh bất tử, hay là có những đạo gia đạt được thân kim căn bất hoại gì đó, nhưng mà chưa bao giờ, chưa có một ai mà sống mà không chết hết. Và không phải vậy mà Đức Phật ngày dạy được, ở trong cả tam giới này, từ cõi thấp nhất cho đến cao nhất, từ dục giới cho đến vô sắc giới, từ những chúng sanh mà đau khổ chúng sanh hạnh phúc, không ai không chết hết, tất cả đều bị chết, không ai điều định được với đại quân thần chết. Đó là một sự thật rất là hiển nhiên mà cũng bị dạy. Thành ra khi mà Đức Phật ngày nói rằng ai biết chất ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết, thì điều đó mang một cái thông điệp rất là quan trọng, là chúng ta không có nhiều thời giờ để hoang phí. Mà những ai sống ơ hờ, những ai sống không có nỗ lực, thì cái đó là cái kiểu mình sống và sống buông tay đó. Trong một tháng nữa chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ học qua một giáo trình mới Tương Ưng Bộ Kinh. Mở đầu Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh rất hay, ở trong đó Đức Phật ngài có nói một câu là đứng lại thì chìm xuống, bước đi thời trôi dài, là bài kinh rất hay, chúng ta sẽ nghe lại. Nhưng mà thưa quý vị, ở cuộc đời này vì cái chết đến chúng ta làm gì? Giống như bây giờ dân đi máy bay sắp rớt, thông báo máy bay rớt, bị làm gì? Chắc chắn cái chết sẽ xảy ra. Chúng ta ngồi đó gào thét, gửi một cái message nhắn tin cho ai đó, nếu máy bay bay thấp và rồi chúng ta gào thét la khóc, chúng ta mong cầu không được cái gì hết, mà không làm gì hết cũng được, làm cái làm gì? Đời sống của chúng ta phũ phàng như vậy. Thật ra chúng ta không biết ngày mai chúng ta có chết hay không, nhưng mà chắc chắn một điều rằng bây giờ hỏi mình làm cái gì thì đôi khi chúng ta thấy mệt quá, khôn cũng chết, dại cũng chết, sống kiểu này cũng chết, kiểu dương chết, thôi mình buông tay. Là cái buông tay phải thái độ bất thánh. Trong cái câu đoạn sau cùng của câu hôm nay là trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xin gọi Đức Giả Hiền bậc an tịnh tịnh tâm lạc. Thành ra trong cái nguyên văn Bali đó, xin lỗi quý vị nghe không rõ hả? Sư tự tri đang nói chúng tôi đổi qua cái nick chùa Pháp Luân, nhưng mà thật ra cái nick chùa Pháp Luân cũng có vấn đề đó thưa quý vị. Quý vị nghe không được hả? Thật ra trong cái nguyên bản Pali đó thì đúng cái nghĩa chúng ta phải hiểu là một cái vị mà sống bằng cái nhiệt tâm mà ngày đêm không mệt mỏi đó, thì được bậc Môn Ni An Tịnh, bậc Môn Ni An Tịnh ở đây tức là Đức Phật ấy, gọi là Nhất Giả Hiền. Nhất Giả Hiền chứ không phải là xứng gọi Nhất Giả Hiền bậc an tịnh trầm lặng. Mình thấy thật ra mình phải nói rằng
chiều khi dịch đó, cái nghĩa rất là xa, tức là lát nữa ở đằng sau chúng tôi dừng tôi tự siêu coi lại mấy cái bản dịch thì phải đi rồi tự siêu thì thẳng thẳng tỉ mỉ những cái từ chữ từng lời đó, nhưng mà quả thật cái đoạn cuối đó, thì khi mà chúng ta đọc là trú diệt tâm như vậy đêm ngày không mệt mỏi xứng gọi được giải hiện bậc an tịnh trong lặng đó, thì cái bậc an tịnh trong lặng đó chỉ cho cái vị mà sống sống nhiệt tâm nhưng mà thật sự trong sớ giải tới là cái bậc an tịnh trầm lặng, bậc mâu ni trầm lặng á, và bậc mâu ni an tịnh á, tức là chỉ cho Đức Phật những cái bậc bậc đại giác đó, thì gọi những vị đó là dứt giải. Thì bây giờ chúng ta trở lại với cái chữ nhất giải hiện. Thật ra chúng tôi nói đại khái chữ này thôi. Thì sau đó chúng tôi thỉnh thượng đoàn tôi siêu để thượng đoàn nói thêm về chữ đặc biệt này. Chữ pháp đá hay là phát rá ở trong Sanskrit ấy, thường dịch là hiền, nhưng mà chữ phát rá này là chữ rất là đặc biệt, giống như chúng ta nói sila phát rá là giới hiền, hay là santi phát rá là tịnh hiền. Cái chữ phát rá ở đây đúng nghĩa chúng ta gọi là bạn hiền, một hiền nhân, giống như hiền nhân của chữ Đức Tài là một vị mà sống đời sống minh triết. Ê cát là một, rách tá là đêm. Người Trung Hoa gì là nhất giả hiền, một cái cụm từ dịch rất là hay, là nhất giả hiền. Thì khi nãy chúng tôi có nói rằng đây là một cái cụm từ rất là đặc biệt. Ở trong cái cụm từ này đó, nói lên rằng một cái ví von như chúng ta nghe nói ở trong cái phong cú câu là ai sống 100 năm không thấy được pháp sinh diệt thì tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Cái một ngày mà so với 100 năm đó, một ngày mà sống đúng nghĩa là sống, thấy đúng nghĩa là thấy, hiểu đúng nghĩa là hiểu, thì hơn 100 năm mà sống ơ hờ. Đó là một cách nói ví von. Hay là chúng ta có một câu nói là giữ quân nhất giả thoại, thắng độc thập niên thương, là có nhiều khi gặp bạn hiền mà mình gọi là bạn trí hiền trí chỉ đàm thoại một đêm thì còn hơn 10 năm độc thoại. Nó khai mở nhiều như vậy. Thì cái sự so sánh này chúng ta phải hiểu rằng một vị mà sống với thực tại, khi mà chúng ta nói là rách tá, tại sao nó bằng đêm, thì người Bú Thá Rách Xá là một cái vị cao tăng của Thái Lan đó, thì ngài có đưa ra hình ảnh rằng con người mà khi mà sống về đêm đó, thì là lúc mà chúng ta ít bị chi phối với công việc bổn phận với những người xung quanh. Là lúc đó nếu chúng ta thức thì thật sự chúng ta mới thức với chính mình, đối diện với chính mình. Quý vị có những đêm mà thức đêm thì mới thấy rằng ta về gặp lại tình ta có chân quyệt mộng cũng là phù du. Cái mà mình đối diện với chính mình là cái thời khắc ban đêm, và một cái bậc trí là bậc sống về ban đêm. Nhưng khi mình sống một mình sống như thế nào? Sống một mình là mình sống mình thấy được cái thế giới của hiện tượng, là sống với thân, sống với tâm, và trong cái thế giới hiện tượng của thân tâm đó, thân và tâm như thế nào, thì sanh diệt như thế nào, thì chúng ta biết như vậy. Thì cái đó là cái biết của một vị sống với minh sát. Sống với minh sát nên chi chữ phát đi có đặc tạc là một cái chữ rất là đặc biệt, một cụm từ rất đặc biệt. Và các học giả nói rằng chư Phật quá khứ ở trong bản sớ giải nói chư Phật quá khứ đã từng dùng mình này, nhưng mà trong hiện tại thì Đức Phật là bậc đầu tiên xài cụm từ này. Thì bài kinh này thì thứ chỉ nói lên một cái thái độ sống. Thứ nhất là con người dù là sống với quá khứ, sống với hiện tại, sống với tương lai, thì quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến. Nhưng mà ngay cả dù sống với hiện tại thì chúng ta vẫn sống với ảo giác. Và một vị sống với minh sát, quán chiếu được năm uẩn, thì vì đã sống cái tích cực, tại vì vì đã hiểu rằng cái chết chắc chắn đến, và cái trữ lượng về thời gian mà chúng ta có nó không có nhiều, không ai điều định được với thần chết. Và hiểu được điều đó, vì đã sống tích cực, sống như chỉ còn một ngày để sống thôi. Và mặc dù đối diện với cái phù ảo, cái hư vô của cuộc đời, cái quyền khóa của cuộc đời, nhưng mà vị đó vẫn sống tích cực. Thì Đức Phật bậc Mâu Ni An Tịnh
gọi vị đó là Paddekarata hay là Nhất Giả Hiền. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây và tiếp theo để kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu xin thượng tọa hoan hỷ tiếp tục cho bài giảng, và nếu được thì thượng tọa giảng cho chữ Paddekarata cũng như là cái bạch văn của bài kinh. Chúng tôi nhắc quý vị rằng đoạn chốc của bài kinh, cái đoạn chốc bài kinh dịch theo cái bản tiếng Việt đó, nó không có chính xác. Chúng ta cần lưu ý việc đó. Cái gọi là chú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Giả Hiền bậc an tịnh trong lặng. Cái câu chúng ta nói là một cái vị mà trú nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi thì bậc Mâu Ni An Tịnh phải để ý qua chỉ cho Đức Phật, gọi là Nhất Giả Hiền, gọi vẻ Nhất Giả Hiền. Mình chỉ thật sự thường tỏ có trước bán và thường tỏ có nghe được không? Nếu thượng tọa Từ Siêu nghe được, xin thật tự kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Tam Bảo, kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý Phật tử. Trước hết thì chúng tôi xin trình bày một vài cái ý nghĩa mà thượng tọa Nhất Đẳng vừa gợi ý khi nãy. Trước hết là cái từ Paddekarata. Ở đây ở trong chú giải đề cập rất là rõ ràng, tập hát ở đây Paddekarata Asati gọi là Nhất Giả Hiền. Chúng ta xài theo cái chữ, cái bản dịch về Nhất Giả Hiền có nghĩa là Vipassana luôn yoga samana lata tata parakasa ekaratasa. Chữ phát đá hay là chữ phát đá cá ở đây với bậc cơn mà có tu tập, chuyên tâm tu tập về minh sát, vì mà chuyên tâm tu tập về minh sát thì vị đó được gọi là phát đắc cá. Và chúng ta gọi đúng chữ âu số không phải là hiện giả, nhưng cái chữ phát đắc cá cũng là một hiện giả. Thì khi mà ghép chung lại thì thành một cái thành ngữ
Sát đề ca rát tá. Tức là chỉ cho cái vị hành giả người chuyên tâm tu minh sát, chuyên tâm tu tập minh sát. Vipassana yoga samana gata, thì vị đó được gọi là phát đề ca rát tá. Khi mà chúng ta hiểu được cái chữ đó, hiểu ý nghĩa của chữ đó, thì cái chữ phát đề ca rát tá dịch là nhất dạ hiền hay nhất dạ hiền giả, thì chúng ta xem đó như là danh từ để gọi, để chỉ cho cái vị hành giả tu tập đó. Ở đây chúng ta cũng nói thêm rằng khi mà trong cái văn hóa Ấn Độ, khi mà xài chữ đêm, hồi nãy đài thượng tọa Giác Đẳng có nhắc đến ngài Buddha Đa Sát. Là một vị trưởng lão bên Thái Lan, khi mà ngài nói về cái sự tu tập bằng đêm, chúng tôi nghĩ rằng cái này cái ý của ngài thôi. Chứ vì thật thì trong cái văn hóa Ấn Độ, khi mà xài chữ rát tá là cũng để chỉ cho một ngày, cứ một đêm được trôi qua như vậy là kể như là hết một ngày 24 tiếng đồng hồ. Khi mà đêm chấm dứt, mặt trời qua ngày hôm sau từ đông lúc dạng thì kể như qua ngày khác. Chính vì vậy ở trong luật bản, khi mà nói đến vị tỳ kheo bị chư tăng phạt biệt trú Parivasa, vì nó phải sống cách ly với chư tăng trong khoảng thời gian nó vừa đúng với thời gian mà vị đó che giấu tội lỗi, rồi sau cái thời gian mà sống cách ly hay là biệt trú thì lúc đó vị này phải thực hành thêm 6 đêm về Charatang Manatang là 6 đêm tự kiểm, 6 đêm tự kiểm. Thì ở trong 6 đêm tự kiểm đó có nghĩa là 6 ngày. Tuy nhiên vì nó có thể ban ngày vì phải gặp gỡ với các cái vị tỳ kheo khách tăng, khi mà các vị đó đến chùa mà các vị đó là quý sát phạt gác, tức là không có đồng chí hướng, thì sợ e rằng nếu mà mình không có khai báo cho vị đó là mình đang trong thời gian bị cách ly, đang thời gian kiểm điểm, tự kiểm điểm, thì nó sẽ hỏng cái phận sự của tá mình đi. Cho nên chờ cho đến khi mặt trời chang lặn thì vị đó mới đối diện trước một vị tỳ kheo khác, hay là đối diện với chư tăng để xin thọ trì
Watang samadhiyami, watang samadhiyami. Mana tăng samadhiyami, watang samadhiyami. Tức là thọ trì cái phân sự của một người bị sống kiểm điểm, tự kiểm, sống tự kiểm. Thì như vậy, một đêm đó nó có hai nghĩa. Thứ nhất là ở đây là chỉ cho 6 ngày, chỉ cho ngày và đêm. Và chữ đêm đó là tùy theo trường hợp mà xài, chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng là thực hành ban đêm. Thiếu gì những vị tỳ kheo tu tập chứng đắc được đạo quả ban ngày. Do đó cho nên không nhất thiết phải là thực hành ban đêm, tu tập thì ban đêm. Nếu mà ban ngày ở rừng các vị vẫn tu tập được thì sẽ ra. Cho nên cái chữ ekata đó là giống như cái câu mà Eka hăng chi có tăng xe vô vậy đó, là sống một ngày tốt hơn. Dù sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn, sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Dù sống 100 năm không thấy pháp bất tử tốt hơn, sống một ngày thấy được pháp bất tử. Thì ở đây cái chữ Ekahang Jivatan Seyo, thì Ekahang nó sống giống như là muốn ám chỉ cái thời gian ngắn ngủi, cái thời gian ngắn ngủi. Nhưng không phải một đêm tu tập vậy là đủ. Cho nên cái chữ nhất dạ một đêm, nhất dạ hiền, là chúng ta phải hiểu gì? Tức là một vị tu tập minh sát, một vị chuyên tâm tu tập minh sát. Dù một đêm, một ngày, vị đó vẫn có thể chứng đắc và được Đức Phật là 8 tháng. Thì ở đây cũng nhắc thêm cái chữ cuối đó. Trong cái bài kệ của chúng ta đó, Ê quăng quý hà rin a tập binh a hô rạc tăng a tan đi tăng tăng phê tăng quê phật đề ca ra tô san tô a chích khật tê mục ni. Sống như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng dạ xứng gọi nhất dạ hiền bậc an tịnh trần lặng. Thì như thượng tọa chánh đẳng vừa nói khi nãy đó, quả thật vậy. Ở đây cái chữ san tô ni là chỉ cho Đức Phật, vì ở trong câu này được giải thích ý tí tăng e quăng ta tìm bành nắm bút lăng.
Một người mà thực hành như vậy đó, thì Santo Puttamuri Atikhati, thì Đức Phật bằng an tịnh, Đức Phật Muni bậc trí giả. Ở đây xài cái chữ Puttamuri, chú giải giải thích thêm là Puttamuri là chỉ cho Đức Phật. Ngài gọi Phát Đi Cát Ra Tô A Dâm, người này là bậc nhất dạ hiền, người này là bậc nhất dạ hiền. Cho nên chỗ này chúng ta cũng phải, chúng ta phải chúng tôi cũng tiếc một điều là nếu mà chúng ta có một cái hội đồng mà gồm những vị mà thông kinh điển và hiểu được tiếng Pali để chúng ta kiểm định lại những bản kinh trước khi dịch thì rất là hay thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì ở trong viện nghiên cứu sao y cái bản chánh, thành ra in thì cái quyển những kinh rất tốt, điện cứng mà chữ vàng, nhưng mà những cái bản dịch như thế này là để lại đời sau nó có vấn đề. Cho nên trong vấn đề thì chúng ta chỉ có thể chia sẻ để chúng ta hiểu được thôi. Và trong bài kệ này cũng có chỗ như là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Thật ra đó thì chữ tuệ quán đó, nó chỉ là một danh từ. Mình nghe qua cái chữ tuệ quán, nó là một danh từ Vipassana Ñāṇa. Nhưng mà trong khi chữ Vipassati, Tathāgata Vipassati, thì Vipassati ở đây là một động từ. Bất chấp bên nành chắc thầm măng, vô thầm măng. Tức là mô tả về cái vị nào mà minh sát từng lúc cái pháp hiện tại đó. Tức là bình xác đối với năm quận hiện tại. Cái chữ Vipassati nó là một động từ, nó gồm có hai cái thành phần. Vipassana Passati Vipassati, tức là thấy một cách đặc biệt. Khi mà chúng ta thấy bằng con mắt thường á, chúng ta nhìn bằng con mắt thường, thấy bằng mắt thường thì gọi là bác sĩ ý thôi. Nhưng mà thấy bằng cái trí tuệ á, nghĩa là quán thấy, thì cái đó thêm cái tiếp tục ngữ quý, nó chỉ cái nghĩa đặc biệt. Mình giải tự gọi là quý xê xê đó.
Nhưng xây xác là đặc biệt. Lấy chữ quý đó, nó phối hợp với chữ bác sĩ, có nghĩa là minh xác. Cho nên khi mà dịch từ Bali, chúng ta phải cẩn trọng. Trong cái tiếng Việt của chúng ta, cái chữ nào mà trong cái tiếng Bali hễ cái từ nào mà nó thuộc về động từ thì chúng ta muốn dịch sang tiếng Việt là chúng ta phải lựa cái từ mà nó có nghĩa động từ đó, nó ở trong cái vai trò động từ thì chúng ta mới xài được. Chứ còn chúng ta không thể dịch một từ mà người ta nhầm lẫn với danh từ. Động từ có nghĩa và dịch nghĩa đồng nhầm lẫn với danh từ thì không ổn chứ gì. Cái chữ Asanghiram, Asankuppam, không động, không rung chuyển. Thế nào gọi là không động, không rung chuyển? Thì ở đây giải thích cái chữ vipassana hi ragadi hi na sanghirati na sankuppatiti sanghirang kuppam, tức là không bị chi phối, không bị dao động bởi tham ái vân vân, tức là nó liên quan đến ái đối với ngũ uẩn hay là đối với thập nhị xứ mắt tay mũi lưỡi thân ý sắc tình khi bị xúc pháp. Khi một vị mà họ tu tập minh sát thì với cái chánh niệm họ sẽ thấy, chỉ biết là thấy. Đi thề đi thất bát tăng phụ huyết tí, nghe chỉ biết là nghe, xúc tê xúc thất bát tăng phụ huyết tí. Cảm nhận muốn tê muốn thất bát tăng phụ huyết tí, tức là cảm nhận bằng mũi lưỡi thân, quỳnh nhà tê quỳnh nhà thất bát tí phụ huyết tí. Quỳnh nhà thật mắt tăng phụ huyết là khi suy nghĩ chỉ biết, chỉ là suy nghĩ thôi, thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, suy nghĩ chỉ biết suy nghĩ. Thì một vị minh sát đối với ngũ uẩn, đối với sáu nội xứ là như vậy. Tưởng ba thì dám nghe xong rồi kệ đó, mới ngồi xuống bên gốc cây và thu nhiếp tâm được chứng quả là. Thì ở đây thưa quý vị, cái chữ không động, không rung chuyển là chúng ta phải hiểu cái nghĩa là không có bị dao động, không có bị chi phối, không bị chi phối, không bị dao động bởi ái tham vân vân, tức là chỉ cho tham và tập ký là không có cái sự chấp thủ nữa.
Thì ở đây trong ý nghĩa này, chúng tôi đã trình bày với quý vị nhiều điểm để nói thêm trong cái ý nghĩa của cái bài kệ. Còn những cái câu khác thì tốt, những câu khác thì nó được ổn so với văn bản Bali. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị là ở trong cái bài kệ tổng thuyết, bài kệ tổng thuyết của đề sát này đó, thì chữ Udesa được ngài Uttakosa, ngài chú giải Udesa, Udesanti Matikan, là đầu đề ngài thuyết, giống như là cái đề tài ngài thuyết về cái tổng đề đó, chữ Matikan, Matikan. Còn biệt thuyết gọi là quy phân gan, quy phân gan tí, tức là quy thà ra pha trên đi dân, tức là phân tích rộng rãi, phân tích rộng rãi, phân tích câu thế nào là quá khứ truy tìm và thế nào quá khứ không truy tìm, thế nào là tương lai ước vọng và thế nào là tương lai không ước vọng, thế nào là chỉ có pháp hiện tại, vân vân. Thì phân tích rộng như vậy được gọi là biệt thuyết. Thật ra nếu mà chúng ta chịu khó, sở dĩ mà chúng tôi và thượng tôn giáo đẳng hay phân tích tỉ mỉ chi tiết một bài kệ hay một đoạn kinh đó, các Phật tử chúng ta đừng có lấy đó là chán, là vì nếu mà đọc xuyên qua đó thì chúng ta sẽ không hiểu được nhiều cái nội dung, nhưng mà khi được nghe phân tích từng chữ từng chữ, từng mệnh đề, từng cụm từ phân tích một hồi, thì chúng ta đọc qua bài kệ chúng ta không thấy ổ bài kệ này đâu có gì đâu có hiểu, nó ý nghĩa là như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi hơi làm mất thời gian của quý vị chút xíu, nhưng mà chúng tôi hy vọng đem lại nhiều lợi cho quý vị. Và bây giờ thì xin được cung kính thượng tọa giúp đẳng trở lại điều họp với một vị thầy. Sa đủ cái trình thiền tập từ siêu. Bạch thiền tập từ siêu để hỏi thiền tập một câu rồi sau đó trên thiền tập đi nghỉ đó, là có nhiều người đó có cái tâm trạng hoang mang rằng nếu mà mình sống mà mình không lo về tương lai đó, thì thật ra mình rất là dễ dàng thất bại. Do đó đã không sống thì thôi, thì mình sống mình phải suy nghĩ nhiều về tương lai. Thì cái suy nghĩ đó nó có đúng không? Nó có hợp tình hợp lý không? Và khi Phật Pháp nói về mình sống với trong giây phút hiện tại này, có phải là mình bất cần về tương lai không? Tôi xin kính cung kính thượng tọa. Kính bạch thiên tăng, kính thưa quý vị, cái đó tùy theo cái cách lựa chọn của mỗi người. Thế gian thường tình vì sống ở trong cái cuộc sống, trong cái xã hội, họ không có cái khuynh hướng là ngày hôm nay hoặc là nổi trong đêm nay
là ta phải đoạn trừ các cái lậu hoặc phiền não để chấm dứt, để kết thúc cái sự sanh tử luân hồi. Sau đời sống này không còn đời sống khác, họ không có quên hướng gì vậy. Mà chỉ chuyên tâm lo lắng cho cuộc sống, cơm áo gạo tiền, thì đối với cái khuynh hướng của chúng sanh như vậy đó, thì tất nhiên nếu mà người đó không có biết gì về minh sát, ngũ quỷ hiện tại chúng ta dùng cái chữ minh sát á, tức là không có biết gì về quán chiếu ngũ quẩn bằng cái trí tuệ. Nếu không biết gì hết thì họ dựa theo cái bài kệ này, họ nghĩ rằng Đức Phật đã dạy như vậy cho nên thôi bây giờ sống tới đâu hay tới đó, chứ không có truy tìm quá khứ mà không có ước vọng với tương lai. Thì như vậy là cả hai đàn họ đều là người mù mắt. Họ mù mắt cả vì thế lợi và họ cũng không sáng mắt về cái con đường giải thoát. Thà rằng họ là người chột mắt, tức là họ bị mù con mắt tuệ nhãn, pháp nhãn, tức là mắt siêu thế đấy. Mà con mắt thế lợi họ còn nghĩ đến để lo cái việc để tự nuôi bản thân mình và nuôi quyến thuộc, hay là tạo các công đức cho tương lai được an lạc, vân vân. Thì như vậy nó cũng vẫn còn tốt hơn. Cho nên ở đây đó, theo chúng tôi thì nếu đã là một vị Pháp Đề Ca Đa Tát thì quyết tâm quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ quán chiếu hiện tại, chỉ quán chiếu hiện tại để đoạn trừ tham sân si vậy thôi. Thì đó là vị đó, là cái vị Phật Đề Ca Đa Tát. Còn như đối với những người cư sĩ, mình sống ở bên ngoài, mình còn nhiều cái phận sự cần phải làm đối với gia đình, đối với bản thân, đối với gia đình, đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái, đối với quyến thuộc, đối với bạn bè, đối với xã hội, vân vân. Thì trong trường hợp này là chúng ta sống là chúng ta phải nghĩ đến tương lai. Đêm nay mình ngủ mình phải nghĩ đến ngày mai phải làm cái gì để cho ra tiền, để nuôi dưỡng cha mẹ, để nuôi dưỡng bản thân và làm các cái công đức. Chúng ta phải suy nghĩ. Thì cái chuyện đó là chuyện của chúng ta. Nhưng mà ở đây cũng xin báo trước quý vị là chính vì chúng ta vẫn còn ước vọng ở tương lai, tức là chúng ta vọng mong về tương lai, cho nên chúng ta phải đau khổ miệt mài. Thì khi mà chúng ta đau khổ miệt mài như vậy đó, là bụng làm giả chịu chớ có cách ai. Chúng ta phải hiểu gì? Vì Đức Phật đã dạy cho chúng ta con đường này, nhưng mà chúng ta vì tại bị bởi cái hoàn cảnh thì Đức Phật này cũng không có quở quý vị, không có quở quý vị, các Phật tử đâu, không có quở quý vị. Nhưng mà cái con đường này ngài vạch ra đó, mình phải tự đi, mình phải tự lựa chọn. Đường thế lợi
là khác, đường niết bàn là khác. Hiểu rõ sai biệt ấy, bậc trí chọn niết bàn. Trong đó Phương Kinh Đức Phật phải dạy gì? Còn nếu như mà chúng ta không chưa có đủ trình độ để chúng ta chọn cái con đường niết bàn thì chúng ta cứ sống. Chứ còn nếu như mà chúng ta chưa có đủ trình độ để chọn con đường đưa đến niết bàn, bởi vì chúng ta không có đủ sức để chúng ta dấn thân vào con đường xuất ly ấy, mà bây giờ chúng ta lại bắt chước, chúng ta nghĩ rằng thôi bây giờ cuộc sống này quá khứ không nghĩ, không cần nghĩ tới, mà tương lai cũng không cần nghĩ tới, chỉ sống qua ngày chờ qua đời như thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Thì đó là cái điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái ý nghĩa mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa hỏi. Nam mô Bụt Thầy. Sao cũng biết trên Thượng Tọa thì siêu sinh tình Thượng Tọa đi nghỉ. À, Thượng Tọa đang nghe, không biết Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa đang có nghe được không? Nếu Thượng Tọa đang nghe được xin Thượng Tọa khoan nghĩ tắt cho bài chuyện. Dạ. Thượng Tọa đang nghe con người của chúng ta sống thì thường nghĩ đến vô thường, nghĩ đến cái chết. Đôi khi mình nghĩ mình đáng lắm, không muốn phấn đấu. Yeah. Đối với cái chết, nếu mà mình sống mà còn sống, còn làm cái này, cái kia thì mình còn phấn đấu. Còn nếu mà tối ngày mình nghĩ cái chết khó phấn đấu, nhưng cái khó hiểu trong Phật Pháp đó, là tại sao một người mà nghĩ đến đời sống ngắn ngủi, nghĩ đến cái chết vô thường thì lại phải tinh tấn, lại phấn đấu. Xin Thượng Tọa Hoan Hỷ chia sẻ với Phật tử một vài cái cảm nhận riêng của Thượng Tọa về điểm này trong đời sống tu tập, cái tinh thần. Hello. Yeah, cảm ơn quý vị. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì có lẽ là mỗi người có một cái cảm nhận khi mình có cái suy tư về cái dòng luân hồi, hay là cái sự mà chết đi thì rồi khó có thể sanh lại làm người trở lại. Nếu mà chúng ta suy nghĩ theo cái tâm thiện và cái tâm bất thiện, thì mỗi ngày mình suy tư hay là mình bị lôi kéo về cơm đào áo tiền để lo cho sự sống này đó, thì rõ ràng là nếu mình chỉ chạy ở đó mà không suy nghĩ mình sống để làm gì, thì mình thấy mình chỉ phục vụ cho cái dòng luân hồi mà thôi, chứ không có đưa đến sự giác ngộ. Trong cái sự lôi kéo như vậy thì mình rơi vào đọa xứ thì nhiều hơn là mình sanh vào nhàn cảnh. Như vậy thì theo con nghĩ rằng một cái người mà sống càng lớn đó, thì mình thấy mình càng bệnh hoạn, mình càng nhiều công việc, mình càng nhiều cái sự lo âu. Từ bản thân mình cảm nhận, nếu mình cảm nhận được như vậy đó thì mình nghĩ rằng mình sống rồi mình chết, sau khi chết rồi mình không có được sanh để làm người, quả thực là rất là kinh khủng. Và nếu mình thì mình chịu khó mà đọc những cái bài kinh như là những cái bài học mà của hôm trước mình học về cái bài kinh Hiền Ngu hay bài kinh Thiên Sứ thì mình thấy rằng chết rồi để sanh lực làm người là cực kỳ khó khăn. Và mình cũng tự trắc nghiệm bản thân mình là mỗi lần mình bệnh nặng mình thử coi cái tâm mình có tỉnh táo hay không, điều đó rất là quan trọng. Vì mình không có tỉnh táo thì mình không có chuẩn bị được cái tâm tử và tục sinh. Còn nếu mà mình có cái tỉnh táo đó thì con nghĩ rằng phải là một người có cái sự nhận định hay là một người có cái sự tu tập, có cái phương pháp tu tập thì họ mới có được cái tâm như vậy. Còn nếu mà mình sống mà mình chỉ tìm cái sự sống trong hiện tại, mình bị lôi cuốn trong cái sự sống trong hiện tại này thôi, thì rất là khó để mình chết, mình sanh làm người trở lại.
Thì bản chất của mình đó, mình sống mình bị vô minh che đậy và tham ái đói buộc. Tuy rằng mình tìm sự sống, nhưng mà thật sự mình sống mà mình không có hiểu được sống để làm gì. Mục đích mình sống để mình chuyển hóa cái tâm của mình, chuyển hóa cái tâm của mình và mình nhận định được cái sự luân hồi và mình làm ngắn cái sự luân hồi trở lại bằng cái phương pháp hay là lời dạy của Đức Phật trong thực hành. Còn nếu không thì thật sự ra mình sống mình cứ luân hồi vào đọa xứ rất khó làm người trở lại. Nếu mình không có chuyện suy nghĩ như vậy thì rõ ràng mình làm người, mình tu tập mình đã thấy khó khăn rồi. Nhưng bây giờ nếu mình sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì mình phải chịu bao nhiêu cái sự khổ. Nếu mình chịu suy nghĩ như vậy đó, thì mình thấy rằng mình sống để làm gì, không phải là sống được dụ cho minh và tham ái, mà sống để chống lại vô minh và tham ái, hay là mình làm giảm, làm vơi bớt đi vô minh và tham ái. Như vậy thì rõ ràng nếu mình làm vơi bớt đó, thì mình phải tu tập. Thì con nghĩ như vậy. Nên khi mình không có tu tập đó, thì rõ ràng mình đói ăn khát uống, mình tuy là mình nói mình đói ăn khát uống, nhưng mà thật sự ra mình ăn với cái tâm thèm muốn, với cái khẩu vị khoái khẩu, chứ không phải là mình ăn để mình suy nghĩ rằng bây giờ ta ăn được nhưng mà ta lại bị tham ái đói buộc như vậy. Lúc nào đó ta không ăn được, ta bệnh hoạn thì mình buồn rầu khóc, than khóc, mình sợ sệt, mình tìm thuốc, tìm thầy, tìm đủ cách. Nhưng mà rồi dù mình có tìm như vậy nhưng sự chết vẫn tiếp tục, bệnh hoạn vẫn chờ đón mình thôi. Thì theo con nghĩ rằng mỗi người phải tự suy nghĩ bản thân mình, nhất là những người càng lớn tuổi đó, họ càng có cái sự suy nghĩ khi họ đụng chạm rất là nhiều vấn đề ở thế gian và vấn đề bản thân của họ. Thì con nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cái nhận định đáp án cho trả lời sống để làm gì, làm gì để chấm dứt cái sự luân hồi. Vì cái sự luân hồi là cái sự đưa đẩy vào đọa xứ thì rất là nhiều và trong kiếp làm người thì rất là ít. Thì đây là câu câu trả lời từng đạo hỏi, thì con có sự suy nghĩ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi nước lại cho từng đạo. Bây giờ từng đạo tiếp tục được không? Sa thủ kinh trình là chư tòa pháp. Thưa vị, có những đề tài mà trong kinh điển chúng ta được nghe, được đọc, được giảng đó, không phải chỉ hiểu qua ngôn ngữ, qua lời trình bày, mà còn phải hiểu qua chính bản thân của mình nữa, sự thực hành. Bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh quan trọng, là một bài kinh lớn, và Đức Phật ngài đặc biệt ngài giảng trong hai hình thức là giảng một cách cô độc và giảng rộng rãi. Thì cho dù là sự cô độc hay rộng rãi đi nữa thì ý nghĩa của bài kinh này rất cần để chúng ta chiêm nghiệm ở trong nhiều phương diện khác nhau và ở trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều giờ để trở đi trở lại với bài kệ này. Và chúng tôi xin thưa rằng ba bài kinh tiếp theo, bài 132, 133, 134 cũng đều từ chung quanh kinh Nhất Giải Hiền. Mặc dù cái duyên sự có khác, nên chỉ mong quý Phật tử có thời giờ đọc lại những điều đó. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào trong đề thuyết giảng đền lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, con thành kính tri ân thượng tọa Nhất Đẳng đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mật giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.
Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong kính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hiện hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chính sanh chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.